Các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách thoát lỗi không follow được trên TikTok nha. Thì khi dùng TikTok, bạn có thể dễ dàng nhắn theo dõi một người nào đó mà mình muốn để xem video tương tác với họ. Tuy nhiên thì có một số người dùng phản hồi về việc là gặp lỗi không thể bấm theo dõi được. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cái phương án. Hiện thì lỗi không follow được trên ứng dụng TikTok có thể là các nguyên nhân sau đây. Thì đầu tiên là do bạn theo dõi quá số lượt quy định trong ngày từ TikTok, khiến cho cái tài khoản TikTok của các bạn gặp lỗi là lỗi follow quá nhanh trên TikTok, thì các bạn sẽ không thể nào follow được nữa nha. Thứ hai là do tài khoản TikTok của bạn bị người khác chặn. Thì phải làm thế nào để khắc phục được tình trạng này? Thì đầu tiên là các bạn hãy đợi qua khoảng thời gian chặn follow trên TikTok nha. Thì TikTok quy định mỗi tài khoản chỉ được nhắn follow tối đa 75 người trên ngày. Và vì thế nếu mà các bạn theo dõi quá số lượng quy định thì sẽ bị TikTok báo lỗi là follow quá nhanh và chặn tính năng theo dõi trong vòng 24 giờ hoặc là vài ngày nha. Thì lúc này bạn cần làm là đợi thời gian mới chặn follow từ TikTok, sau đó mới thực hiện được follow tiếp nha. Thứ hai là các bạn hãy kiểm tra xem mình có bị chặn theo dõi từ người khác hay không nha. Thì cũng giống như các mạng xã hội khác như là Facebook hay Zalo, thì TikTok cũng hỗ trợ người dùng tính năng là chặn một người dùng nào đó. Và do đó nếu bạn không gặp lỗi follow quá nhanh trên TikTok mà vẫn không thể bấm follow người khác thì có thể là người đó đã chặn bạn. Và các bạn hãy thử mượn tài khoản TikTok của người khác và tìm kiếm tên tài khoản TikTok muốn theo dõi, bấm follow. Nếu mà vẫn được hỗ trợ thì chứng tỏ đối phương đã chặn bạn rồi nha. Thì trong trường hợp này thì các bạn không thể follow người đó được nha. Thì như vậy là mình vừa nói qua về việc là thoát lỗi không follow được trên TikTok rồi. Nếu mà các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.